Trả giá là hình như là không được hay sao? 2 ga. Chà nè. Chà nè, chị ăn chua. Chà nè. Lộn lên. Lắc. Xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đường phố của Ấn Độ. Người ta nói khi đến Ấn Độ thì phải chia sẻ những cái hình ảnh mà món ăn của đường phố Ấn Độ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng mời cô bác quý anh chị cùng xem một cái đặc sản của Ấn Độ có tên là Bagikugi, đúng không ạ? Đây, anh này anh đang sơ chế có một cái chiếc xe. Hình như ở đây là giống như cà ghi á cô bác quý anh chị. À, ok. One plate. Yes. Ở Ấn Độ thì nổi tiếng với lại cà ghi. Người ta chia sẻ rằng là Ấn Độ là xứ sở của cà ghi. Anh cay không? Anh cay không? No, spicy. No, spicy. Okay. Yeah. À, một cái bánh. Một cái chảo khá là to ha. Đây. Mỗi cái như vậy là khoảng 10 rupee. Mỗi cái là 10 rupee đúng không? Khoảng 3.000 đồng tiền Việt Nam á. No spicy. Yes, yes. Này là tương ớt. Dạ. Yeah. Anh sẽ để một tí hành tím nè. Rắc lên một ít tiêu. Yes. Ai mà. Dạ. How much? 50. 50. 50. Là 50 ruby. 50 ruby là tương ứng với khoảng 15.000 tiền Việt Nam. Đây còn đây là 10 ruby. Mời cả nhà cùng dùng bánh với Bùi Hồ cũng như là em Phong ha. Đây là một loại bánh rất là nổi tiếng ở Ấn Độ. Bagikugi. Ở trong này là cà ghi nha cô bác của anh chị. Với lại một ít hành tím. À. Cảm giác như thế nào? Ở Ấn Độ ăn ngọt lắm. Ngọt và ở trong này mình nói là đã nói ít cay đúng không? Nhưng mà nó vẫn có vị cay, có vị của hành tím nữa. Nói chung là cũng khá là ngon á. À, ngon lắm. Đây, ngon lắm mọi người. Thời tiết ở Ấn Độ khá nóng. Mà ăn thêm mấy cái món mà nó có cay nữa đó, dễ đổ mồ hôi lắm. Phong ăn thử một miếng để cảm nhận cho mọi người. Đây, 5 cái là 15.000 đồng tiền Việt Nam, là 50 ruby thì tương ứng với lại mỗi một cái là nó chỉ có là 3.000 đồng thôi. Đây. Có mấy đứa nhỏ nè, cho mấy đứa nhỏ đi. À. Ôi, ăn dễ thương ghê không? Đây. Bagikugi. Ôi, ăn kìa. Đặc sản mà. Đặc sản. Cho đi còn 2 cái nữa cho Gus. Đây, rồi. Namaste. Namaste. Đây, còn 2 cái đúng không? Còn 2 cái luôn nè. Ok. Còn ăn nè anh Hồ. À, dễ thương ghê á. Đối với những người dân ở Ấn Độ thì 20 ruby là có thể sử dụng cho cả một gia đình. Khi họ chỉ sử dụng tiền khoảng 10 ruby thì để mua bột. 10 ruby còn lại thì sẽ mua một ít cà ghi và hái rau củ ở nhà. Họ ăn một cách tối thiểu nhất và làm một cách tối thiểu nhất. Ở đây còn 3 đứa bé lại nữa kìa, mua thêm đi. Ba gì? Giới thiệu là món cơm nổ, gạch nổ của người ta. À, đây là một cái món giống như ở Việt Nam mình á, là nó cốm nổ cô bác quý anh chị. Và đặc biệt là khi những cái món ăn của người Ấn Độ á thì họ sẽ ăn kèm với lại hành tím và mình sẽ kêu chú để làm cho mình một vài phần. Haman mani ruby. This one. Ruby. This one, yes. Oh. Đặt vào trong cho chị. Phải anh đã đứng sau lưng. Anh nhỉ? Một cái chiếc dao nó rất là nhỏ luôn. À, các hành tím làm từng lát mỏng. Mình thấy là anh Hồ đứng kế bên ông chú là da như nhau luôn rồi. Ở gọi là đi Ấn Độ gọi là nhiệt độ, mặc dù á là cái nhiệt độ vào mùa hè thời điểm này nó đã giảm hơn so với lúc trước,
Tuy nhiên thì nhiệt độ bây giờ khoảng 38, 39 độ á. Some mix it again. Miss, okay, miss. Okay. À, trộn này hết. Tới cái nào không ăn được thì nói anh nha. Okay. Yeah, okay. Mình sẽ cho các đứa bé ăn, cô bác anh chị. Thấy tụi nó chỉ là nó nói nó là nó đói á. Ở đây giống như là cơm nổ ở Việt Nam á, nhưng mà ở đây là để khô chưa có ngào đường nha. À. Okay. Nhìn giống người bản xứ chưa không? Cho thêm một ít cà ri vào, làm gì làm cũng phải có cà ri ha. Rồi sau đó là trộn lên. Có một điều là người Ấn đó là sống rất là chậm rãi, trời có sập đi chăng nữa thì cũng như vậy á, nhẹ nhàng từ từ. Mình sáng giờ hổm giờ là mình nôn nóng nhiều việc, nhưng mà người Ấn là rất là từ tốn. Một số người chia sẻ rằng trước khi anh em đi qua đây á thì nói rằng người Ấn á họ curry. Yes. Họ sống rất là chậm rãi thôi. Anh sẽ lấy cái đồ giấy báo này quấn lại. Giấy báo này chắc cũng lấy giấy báo đựng á. Họ là chơi cái bọc luôn. Ok. Dạ dạ. Để gói đi, gói xong rồi tính tiếp. Anh em sửa mày biến đi. Này giống như ở Việt Nam mà cơm mà trộn đường á, thì ở đây người ta trộn với lại cà ri. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng thưởng thức với Bùi Hồ ha. Ở đây có cà ri nè, có đậu nè và có hành tím nè. Bây giờ mình sẽ bóc tay luôn. Ăn sao cảm nhận ơi? Vừa cay vừa nồng, cũng khá là ngon. Trả tiền. Thêm tơ nữa. Ok. Bây giờ cái phần này á thì mình sẽ cho các bé ở đây nữa sẽ chia nhau nha cô bác anh chị con. Đó. Đường cùng là một loại bánh nhưng mà cái nhân nó sẽ khác nhau. Anh thấy là bỏ bột màu nhiều ghê không? Thay vì mình làm một cái nồi thì ở đây người ta làm một cái mâm ha. Đúng rồi. Để ta dễ xúc thôi. Chúng ta sẽ ra cái món thành phẩm cho mọi người cùng xem. Bây giờ cũng đã thành phẩm rồi, rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Cái món có tên là yam chua nè. Yam chua. Yes. Đó. Mọi người thấy gồm có là này là đậu lên mâm này nha. Rồi hạt đậu đậu mà mình hay rang rồi đó. Ăn uống á, người ta sẽ để lên mâm ủ như thế này và trở thành một món ăn đặc sản.
Và dưa leo thì người ta sẽ sắc băm, không biết ông này ông làm sao mà nó dơ quá trời luôn nè, hai ông cô bác anh chị. Dưa leo bằm nhuyễn cùng với hành tây cũng sắc nhuyễn ra đây, mọi người thấy không? Rùi bu chiến đậu nè, nhưng mà càng có rùi bu càng chiến đậu thì trở thành là một cái món đặc sản của người Ấn Độ. Yam chua, ok, this one. Nhìn cái khăn kìa đậy lên kìa. Trời ơi trời. Đây mà mọi người xem, ông chú ông làm nè. News. Okay. Mình muốn ông làm cái mới cho cái cũ mà không dám ăn đâu. Rùi bu quá trời luôn mà biểu ăn. Trời ơi. Không chịu rửa luôn. Rửa thì đâu còn là đặc sản của Ấn Độ nữa. Có một điều ngoài những cái đậu như Phong giới thiệu thì ở đây còn có rùi là một cái đặc sản đường phố đúng không? Nhưng mà thấy không, người Ấn đó họ luôn luôn cầm dao ngược. Ok. Yam chua. Họ cầm dao xương, họ sắc ngược này, có bán chị. Đó, thấy không? Sắc ngược ra cho nó rớt đều xuống. Chili, yes. Ok. Không biết cái món gì đây nữa. Lemon. Yes. Chanh. Món này có tên là jam chua nhưng mà không biết là ăn có được có bị vấn đề bao tử không, nhưng mà cũng phải trải nghiệm để cho mọi người cũng hiểu về cái món ẩm thực ở đây. Đột lên. Lắc. Gương mặt lắc cười khoái chí rồi trời. Đây, cho cô bác chị xem cái món có tên là jam chua. Sao ta nhìn cái hình ảnh này cũng theo anh nghĩ là món này có tên là từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay đúng không? Tại vì những thứ như em thấy là dưa leo nè, rồi đậu này đã qua ngày, có nghĩa là đậu này 2-3 ngày rồi nghe. Anh ăn không? Ok anh ăn. Ok nè. Này. Cho cái em hút bằng cái gì vậy? Miếng giấy. Miếng giấy này là một cái miếng cạch tông giấy đơn giản vậy nè. Xong rồi. Ăn vậy. Mình ăn xong mình cho ăn bé kia. Chắc là phải chiều nay là phải uống một cái viên có tên là Dia Stop. Nghĩa là đi ỉa dừng lại á. Ngán mà hả? Không ăn thì không buồn. Thôi ăn mà. Em ăn cái mầm đậu hộp viên tròn ra. Ok. Đừng ăn dưa leo nó lại. Dưa leo thì thấy nó hơi ấy ha. Ok. Ăn gì chứ trong lòng lo lắm. Nhưng mà nó vẫn ngon đúng không? Lần đầu tiên mình đứng trước một cái ông chế biến món ăn. Mình dùng cái từ là món ăn kinh dị vì mình nói ra ổng không hiểu. Nhưng mà kinh dị thiệt. Kinh dị vì có lẽ là do cái ẩm thực ở đây nó khác biệt. Ui sợ quá. Ăn không được thì nên hẹn ăn ít thôi. Tại vì không gà các anh em cũng ăn những cái món đường phố bao tử nó cũng không có quen lắm. Mặn lắm. Nó thực sự vô cùng mặn do cái muối này. Mặn. Nhưng mà giòn không? Đậu còn giòn không? Nhưng mà cái đậu này mình ăn trong nhà hàng á thì họ sẽ để bày ra sạch lắm, rồi sau đó mình trộn với yogurt ăn cực kỳ ngon. Nhưng mà ăn cái này mình hơi sợ, thôi nhường lại cho cậu bé nè. Ok, tiếp xíu. No rồi. Ok, mình giữ lại chút nữa có cái bạn nhỏ nào đến á mình sẽ tặng. Thầy. How much? 20. Money. Yes. 20 hả? 10.000 đúng không? 20. 20 đồng. 20. Đây 20 đồng mà. Khoảng hơn 5.000 đồng tiền Việt Nam. Thưa cô bác anh chị. Nhìn lại một lần nữa để cho cô bác anh chị thấy là Phong ăn cái món này nó kinh dị đến cỡ nào ha. Cái trải lên phủ là một cái miếng vải nó cực kỳ luôn á. Đó. Vải nó cực kỳ dơ luôn á mọi người. Đó. Còn đây là những cái chú rùi rùi xanh nè.
Rùi xanh đậu luôn nè. Rùi xanh này là biết nó đậu ở đâu nhiều nhất rồi đúng không? Còn cái khăn nè, cái khăn này là nhưng mà mình không dám chê nha, do là cái ẩm thực của mỗi địa phương họ sẽ bán rất là đơn giản. Và trái dưa leo rồi đó. Dưa leo nó cũng bị úng nữa chứ, nó cũng không có nguyên vẹn đúng không? Đậu này thì ông ủ đến khi nào mà nó nảy mầm thôi thì sẽ ra cái phần đậu bên này bán cho khách. Có nghe rưới nước lên vài bữa nó sẽ đậu là nảy mầm thôi. Và cũng thông tin với mọi người thêm á, là từ những cái ngày hôm đó giờ tụi mình không bắt gặp một người phụ nữ nào đứng bán hàng. Vì quan niệm của người Ấn Độ á, phụ nữ là phải ở trong nhà, phụ nữ là phải nấu nướng và chăm lo. Còn cái việc kinh doanh kiếm tiền ra ngoài đường là đàn ông. Vì vậy là đến Ấn Độ thì mọi người sẽ gặp đàn ông rất là nhiều. Đàn ông nè, không có một cái bé gái nào hoặc là không có một người phụ nữ nào mà ra, hoặc là họ chỉ đứng ở phụ trong bếp thôi. Phụ nữ chỉ ở nhà chơi thôi, không có đường ra đường. Đàn ông thì ra đường kinh doanh hoặc là ngắm xe chạy vậy thôi. hành tím ở đây á, hành tím ở đây mọi người sẽ thấy là nó không có hăng và nó không bị hôi mà rất là ngọt. Đây lại mình không biết là cái công việc kinh doanh nghề buôn bán cái món gam tua này đối với chú có lâu hay chưa. Tuy nhiên mà hiện nay thì Phong ăn cũng không dám ăn nhiều. Rùi là một đặc sản ở trong cái này luôn á. Nó tặng anh tài xế. Còn ăn nè. Wow. Good. Ok. Xin nhân mà đó. Xin thêm muối. Sợ quá. Anh Hồ ăn không? Không. Sáng nay anh cũng đã ăn một vài món Ấn Độ, cảm thấy bao tử mình nó bị khó chịu rồi. Good. Anh em Ấn Độ làm mình không bao giờ thất vọng. Wow. Oh, good. Good. Ông chú ông bán món ăn này nhìn chán đời vậy trời. Việt Nam, yes, please. Việt Nam. Ha, aaj woh gaadi chhota gaadi aaya subah. एक और आया वन गली यस सुबह ओनली मॉर्निंग यस यस नहीं cái cảnh mà chú mà bán mà chiều mưa chắc buồn lắm, nhìn cái cảnh nó chán quá. Cô bán cái gì? Họ thiết kế cái xe mà mình nghiên cứu nãy giờ mình thấy đúng không? Bốn cái bánh. Ở đây hai cái bánh, bên kia hai cái bánh. Không biết là khi mà chiếc xe di chuyển mà nó qua cua thì sẽ như thế nào nữa. Thậm chí là dép chú còn không có mang nè. Ô, dép để dưới kia không thèm mang chứ phải là không có mang. À, đi chân không vậy á. Nhất mới mang. Đúng rồi. Rùa đen, rùa xanh. Đây là hình như là thằng Shiva. 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 Chú là đạo Hindu. Đúng rồi. Dạ. Chỉ có cái áo phông với lại cái quần ngắn thôi. Cái tay thì đen nhẽm luôn rồi nè. Đen hơn cái tay của mình đó mọi người. Dạ. Những cái đồ mà chú đồ đựng cho khách hàng á, nó đơn giản đến mức là chú tận dụng từ những dây cứng. Ồ, nước nó gò gỉ ra đây, nước chanh nó gò gỉ ra đây, nó thấm như này luôn nè. Mọi người thấy, càng là lúc đầu mình nhìn thấy nó còn chưa ghê gợn mà bây giờ càng ngày thấy nó càng ghê gợn hơn nè. Đó, thấy không? Đây là cái bàn chế biến nè. Này gì đây? Này là hành tím, hành tây. Đây là cái đồ mà chú cho mọi người múc để mọi người để vô họng miệng để mọi người ăn. Coi kỹ là giá ở đây á mọi người. Ồ, cái này đậu xanh á. Đậu xanh này để làm giá bây giờ nó ẩm mốc luôn rồi. Rưới nước nhiều quá nó lên không nổi luôn rồi. Ghê quá. Ở dưới này có một số phần nó mốc luôn nè Phong. Thấy không? À lại là món đậu hả?
chuẩn bị mầm đậu xanh, đậu phộng của mình nó lên mầm các bạn. Lên mầm sau đó trộn lại với muối là muối xong. À? Dưa leo, muối. À, có chanh nữa kìa. Chanh này dắt ra đây nè. Trả giá là hình như là không được hay sao? Hai gà. Chân nào? Chân nào? Chân là giám chua. Bán cho mình thì còn được cái đó, nó úp qua úp lại, cái này đơn giản thêm đi xíu xào lên cái là xong à. Rồi chưa? Rồi anh. Dạ. Rồi, kiếm thôi, chị nhé. Rồi mình chứng kiến vào đây là cái món ăn đặc của họ, đường đậu nè, xào lên ớt và curry. Như cái này hiên lực. Đấy, là cái gì? Món đặc sản. Có cảm giác như là người Ấn họ rất là thích ăn đậu và đặc biệt là đậu nảy mầm á. Yes. Ok. Họ xào lên, đây là cái họ xào đậu sau họ bỏ qua đây và họ bán thì họ sẽ để ngoài này. Đây là một người phụ nữ xào đậu, Bà La Môn ở Ấn Độ. Rất là hiếm bắt gặp những hình ảnh một người phụ nữ đứng xào và bán như thế này. Vì đa phần người đa phần đàn ông thì họ sẽ đứng bán kinh doanh, còn người phụ nữ chỉ là phụ bếp thôi, ở trong bếp, ở trong nhà thôi. Ở đây thì mình thấy có một cái xe nước mía nè, đây sẵn tiện cho mọi người xem cái xe nước mía. Ở đây á, nó không có cái dạng như là cái máy xay cái kiểu như ở mình, mà sử dụng trên một cái máy công nghệ như thế này. Ok, làm ly luôn đi. This one. Yes. Em dở cái này, gì nè. Con này đánh giật cái máy lên nè, thiệt mạnh luôn. Máy này giống máy D20 ngày xưa. Máy mà chạy bơm nước á. Ngồi nó bôi dưới này nè. Nước mía mà nó văng ra ướt áo luôn trời. Đó. Cái gì vậy? Kẹp thêm miếng chanh nữa. Ở Việt Nam thì ở bên. Ở bên Ấn Độ nha cô bác anh chị, người ta họ không uống đá, cho nên là tất cả các món ăn đường phố không có đá lạnh. Nước thì có thể là ướp lạnh được nhưng mà không có đá lạnh. Đây xay nước mía. Nhìn có thêm một ít muối, qua góc đây nói chuyện cho nó rõ. Nước mía giống như ở Việt Nam thôi, nhưng mà mía ở đây á, có lẽ là cái vị đường nó nhiều hơn, nó ngọt hơn. Vì vậy thì ở Ấn Độ và Cuba là hai quốc gia nổi tiếng về việc xuất khẩu mía đường á, là nhờ cái giống mía ở đây nó tốt hơn. Nó có vị chanh, nó có vị muối, và nó có vị ngọt.